ca ngợi tôn vinh Chúa Giêsu, dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Người xem ai ca ngợi tôn vinh Chúa Giêsu, dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Tôi sẽ ngợi khen dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Tôi sẽ ngợi khen dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Hallelujah, 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 hallelujah. Tôi sẽ mãi ca ngợi tôn vinh Chúa Giêsu, dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Tôi sẽ mãi ca ngợi tôn vinh Chúa Giêsu, dâng lên Ngài hai khúc nhạc mới này. Tôi sẽ ngợi khen dâng lên Ngài với khúc nhạc mới ngày. Tôi sẽ ngợi khen dâng lên Ngài với khúc nhạc mới ngày. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa Ngài cho chúng ta có cơ hội để được học lời của Ngài. Giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con đang trên hành trình để tiến bước với Chúa mỗi ngày. Con cầu xin lời của Chúa bởi thần linh sự sống đầy dẫy trong lòng của chúng con. Và xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Xin quyền năng của lẽ thật bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên lời của Ngài đến với mỗi lòng của chúng con để giúp cho chúng con bẻ trách sửa trị, dạy chúng con đi trong con đường công bình của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin quyết Chúa bao phủ mỗi tấm lòng của chúng con, bao phủ tấm lòng của chúng con để hầu cho lời của Ngài được cấy trồng và ma quỷ không có quyền đến để cướp những hạt giống mà Chúa gieo vào trong lòng của chúng con bởi lời của Chúa trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi trên loạt bài Quyền năng hoạt động của thiên đàng. Và đây là những lẽ đạo, lẽ thật mà Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta để qua lẽ thật của Ngài. Chúng ta hiểu cái cách như thế nào để cho thiên đàng bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài mang thiên đàng đến cho chúng ta, Ngài bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Cha qua sự giảng dạy của Ngài. Thường chúng ta nghe và chúng ta bỏ qua, cho nên cuộc đời của chúng ta vẫn cứ ở trong tình trạng không phát triển theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là loạt bài để Chúa giúp cho chúng ta từ bỏ những tánh hư tật xấu, từ bỏ bản ngã của chúng ta, để chúng ta bước đi với Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học bài giận và mắng anh em mình. Tôi không biết trong loạt bài đó anh em có thực sự thực hành được những điều Chúa muốn cho cuộc đời của mình hay không. Và qua chức vụ giảng hòa chúng ta học vừa rồi, cầu xin Chúa giúp để chúng ta đem điều đó ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay chúng ta học về đề tài tội tà dâm. Câu ghi nhớ Hebrew đoạn 13 câu 4: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Mục đích của bài học để giúp đỡ cho chúng ta và lời của Chúa dạy ở trong Phục Truyền 30 câu 19: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài cho qua lời của Đức Chúa Trời để chúng ta biết được điều nào là phước lành, điều nào là rủa sả, điều nào là sự sống, điều nào là sự chết. Thường chúng ta hay muốn người nào đó nói tiên tri về mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời là tiên tri. Nên tất cả khi chúng ta đi theo lời đó, chúng ta biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta không làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ biết chắc rằng điều gì sẽ xảy đến cho cuộc đời của chúng ta.
Nên xin Chúa giúp cho chúng ta học lời của Chúa với cả một tấm lòng khao khát rằng Chúa ơi, chúng con tin vào lời của Chúa, chúng con khao khát lời của Chúa và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời của con để trong lòng của con những cái tánh hư thật xấu được Chúa biến đổi và lấp đầy bằng ý muốn, tình yêu và chương trình của Đức Chúa Trời cho con và cho dòng dõi của con. Đó là ý muốn của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ học về cái luật lệ về sự phạm tội tà dâm. Ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27, các ngươi có nghe lời phán rằng, người chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cùng các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Theo luật cựu ước, điều răn thứ 6, ở trong Suốt đoạn 20 câu 14, Chúa nói là người chớ phạm tội tà dâm. Đây là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và ở trong Phục Truyền đoạn 23 câu 17, trong vòng con gái Israel, chớ có người nào chuyên sự buôn hương, có nghĩa là làm điếm đó. Trong vòng con trai Israel cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. Chúa không muốn dân sự của Chúa phạm tội giống như những dân ngoại bang, mà họ sẽ bước vào đất Canaan thì tất cả những cái dân ở đó hay là chung quanh họ đều đi theo sự tham muốn của con người. Nhưng mà Chúa có một cái luật lệ để cho dân sự của Chúa sống bình an, để dân sự của Chúa không bị đất nhã ra, để dân sự của Chúa hưởng được những ngày trời trên đất này. Đó là lý do tại sao Ngài có những luật lệ, vì là vương quốc của Ngài, Ngài muốn dân sự của Chúa đi trong ý muốn và đường lối của Ngài. Ở trong Cô Đơn Tiếng Nhất đoạn 6 câu 16, anh em há chẳng biết người nào kết hợp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao, vì có chép rằng hai người sẽ trở nên một thịt. Và ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 7, dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thâm dâm cùng nó. Điều này sẽ là luật lệ định đời đời cho họ trải qua các thế hệ. Ý muốn của Chúa không những cho dân Israel không phạm tội với những người ngoài hôn nhân, mà Chúa còn không muốn họ phạm tội những người điếm đỉ. Và một cái điều nữa đó là phạm tội thông dâm, có nghĩa là tà dâm với ma quỷ. Và nếu dân sự của Chúa không làm những điều đó thì đây là những cái hậu quả và Chúa cảnh báo qua lời của Đức Chúa Trời. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10, nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người đó, người nữ đó đều phải bị xử tử. Chúa rất gớm ghiếc tội phạm tội tà dâm. Và nếu một người mà phạm tội cùng phái, Lê Vi Ký đoạn 20 câu 13, nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng một người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ trên mình họ. Trong Roma đoạn 1 câu 26, ấy vì cái đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với người kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Ngày hôm nay tội tà dâm và tội đồng tính lan tràn trên tất cả mọi nơi, từ trong hội thánh cho đến ở ngoài. Và trước đây có nhiều hội thánh, có nhiều giáo phái, họ chống lại những điều này, họ bảo vệ những cái gì mà Kinh Thánh nói. Nhưng mà dần dần bây giờ những cái đó bắt đầu giảm đi và người ta cảm thấy dường như là quen thuộc. Một lần nữa lời của Đức Chúa Trời cảnh báo cho chúng ta. Và đây là một cái điều mà vì cớ nó có thể chuyển tải từ ông bà tổ phụ, hoặc nó chuyển tải từ vì cớ cha mẹ hay bản thân người đó không lo tìm kiếm Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài giúp
để cảnh báo chúng ta. Nếu con cái chúng ta hay là bất cứ người nào trong gia đình chúng ta phạm tội tà dâm hay là phạm tội đồng tính luyến ái, cảm ơn Đức Chúa Giêsu ngày ban cho chúng ta có uy quyền để lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Hãy nhân danh Chúa Giêsu để đuổi cái linh tà dâm đó ra khỏi gia đình của chúng ta. Cứ quyền nó nằm ở trên người chồng hay là người vợ. Nếu chúng ta là những người kính sợ Chúa, những người cha, những người mẹ, chúng ta có quyền để nhân danh Chúa Giêsu và truyền lệnh cho những cái linh đó phải lui ra khỏi gia đình của chúng ta. Vì đây là công việc của Antichrist, phần sau tôi sẽ nói điều này. Nó làm điều này để sỉ nhục thân thể của Chúa Giêsu. Nó ghét con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên chính những điều đó, nó dùng đủ mọi cách để sỉ nhục thân thể của Đấng Christ và làm cho cuộc đời của nhiều người cảm thấy rất là khốn khổ. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Ở đây một điều để chúng ta thấy là phạm tội thông dâm với ma quỷ. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 6, nếu người say về đồng cốt và thầy bói mà thâm dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trước nó ra khỏi dân sự. Đa số người Việt Nam của chúng ta xuất thân từ Phật giáo hay là chúng ta thuộc về các cái tôn giáo khác. Bởi vì trước đây chúng ta không biết Chúa là ai, cho nên chúng ta thường hay tìm biết cái số phận của mình, định mạng của mình qua những đồng cốt và qua những thầy bói. Và đây Kinh Thánh nói rằng họ thông dâm, có nghĩa là họ liên kết với ma quỷ, họ trở nên một với ma quỷ. Ở trong Ê-sai đoạn 28 câu 15, vì các ngươi nói rằng chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ, khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối là nơi nương náu và sự gian lận làm nơi ẩn mình. Con người nương dựa vào sự chết, vào ma quỷ, vào những cái điều của thế giới nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đó là lý do nếu ai đã từng đưa tay của mình để coi bói, hoặc là xin xăm hay là bói quẻ coi tử vi, hãy biết rằng đó là một tội mà vì chính những điều đó nghịch lại với đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện theo Colossae đoạn 2 câu 15, Ngài xóa tờ khí lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ngài trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Trước đây có một lần khi mà chúng tôi đến để tham dự một cái buổi giúp đỡ cho các anh em học lời Chúa, thì có một người chị em nói với tôi rằng tay của người đó rất hay bị tê, hay bị đau. Và khi mà tôi cầu nguyện thì Chúa bày tỏ cho tôi một điều là cô đã từng đưa tay ra để coi bói. Và tôi cảm thấy như là một cái vòng nó đeo ở trên cái tay của người đó. Mặc dù cái tay thật thì không có, nhưng mà trong cái sự bày tỏ của Chúa bày tỏ điều đó. Và sau đó thì người đó nói đúng là như vậy. Và sau đó cầu nguyện thì Chúa đã chữa lành cho người đó. Cho nên bất cứ người nào trong quá khứ, có nhiều người nói rằng là tôi tin Chúa Giêsu xong thì mọi sự được giải quyết. Có những cái chúng ta chưa xưng ra, cái đó nó vẫn còn động trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta xưng nó ra và từ bỏ nó. Ở trong Thi Thiên 73 câu 27, vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm say bỏ Chúa. Và đây chúng ta sẽ coi giữa luật của thiên đàng như thế nào để chúng ta tập mà sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó khi chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28, song ta phán cùng các ngươi, hễ nghi ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài muốn cho dân sự của Chúa, những người tin Đức Chúa Giêsu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong thời điểm này, người Pharisee, thầy thông giáo nắm quyền để dạy cho dân sự của Chúa về luật pháp. Nhưng mà chính những người đó là những người đang sống trong tội lỗi.
vì cớ họ hiểu sai về lời của Đức Chúa Trời và họ dạy sai cho những người khác. Và Chúa Ngài muốn đến để chỉnh đốn tất cả vì Ngài thấy tội lỗi đang ở trong lòng của những người lãnh đạo, đang ở trong lòng của con dân Chúa. Cho nên Ngài đến, Ngài đem sự thánh khiết của Ngài qua lời dạy của Ngài. Khi tôi học cái loạt bài này, tôi ngồi xuống và tôi ăn năn. Tôi nói, Chúa ơi, ước gì chúng con có thời giờ để thật sự hiểu biết được lời của Chúa dạy cho cuộc đời của chúng con, cho cuộc đời của biết bao nhiêu người. Vì cớ chúng ta không hiểu biết ý Chúa, cho nên khi gặp những sự cám dỗ, chúng ta ngã quỵ, chúng ta bị tấn công và chúng ta không biết cách để trỗi dậy. Và trong thời kỳ của Đức Thánh Linh, ở trong công vụ đoạn 15 câu 28, ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Muốn cuộc đời có một sự bình an và liên kết được với thiên đàng, liên kết được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì đây là ý muốn của Ngài. Ngài dùng Thánh Linh của Chúa, Ngài dùng các sứ đồ và họ nói là họ đồng ý, họ ưng rằng, có nghĩa là họ đồng ý với nhau để cho con dân của Chúa biết được những điều họ cần phải tránh, họ cần phải kiêng cử. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta đừng coi thường Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người cứ nghĩ rằng Chúa không thấy, Chúa không nghe, Chúa không biết được những điều họ đang làm. Ngày hôm nay đa số có rất là nhiều người phạm tội tà dâm qua Internet, qua những hình ảnh khác nhau, báo chí hay là TV, tất cả. Ngày hôm nay đến nỗi cái sự tà dâm nó lan tràn khắp mọi nơi trong mọi lĩnh vực cuộc sống của con người. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Ngài muốn cho dân sự của Đức Chúa Trời mỗi buổi sáng đốt lửa cháy trên bàn thờ. Đây là một kinh nghiệm khi quý vị mỗi buổi sáng chúng ta trỗi dậy, đọc lời Chúa, thờ phượng Chúa, công bố lửa Thánh Linh của Chúa đốt cháy, xin huyết Chúa Giêsu ba phủ, quyền năng của Ngài ở với chúng ta, thì chính những điều đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đó giúp chúng ta đắc thắng ngày hôm đó. Thì dù bất cứ điều gì xảy đến, dù cứu người phụ nữ nó như thế nào, Chúa vẫn giúp chúng ta đắc thắng và ở trong sự thánh khiết của Chúa. Trong những bài sắp tới, chúng ta sẽ học cái cách đắc thắng tội tà dâm. Phần này tôi chỉ nói về vấn đề tội tà dâm nhiều hơn. Và đây trong cái thời kỳ cuối cùng của Hội Thánh, trong Khải Huyền đoạn 2 câu 20, nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi ta, tớ ta, đừng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn của cúng hình tượng. Quý vị thấy hai cái tội này nó luôn luôn đi với nhau. Khi một người phạm tội tà dâm rồi, họ sẽ bắt đầu phạm tội thờ hình tượng hoặc là những cái khác nữa, vì họ bắt đầu xa cách Đức Chúa Trời của mình. Và đây là điều mà Chúa Ngài nói với Hội Thánh Thyatira trong những ngày cuối cùng này. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta dạy cho con cái của mình. Xin Chúa giúp chúng ta giữ tâm trí của mình. Không những chúng ta phạm tội tà dâm bằng thể xác không, mà nhiều khi chúng ta phạm tội tà dâm bằng trong tư tưởng của chúng ta, bằng cách ăn mặc của chúng ta. Ngày hôm nay có điều rất là ngạc nhiên là có nhiều người con gái của họ ăn mặc rất là phơi bày hết cả cái thân thể ra bên ngoài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là ma quỷ có thể dùng đủ mọi cách để đem con người phạm tội. Chính cái đứa trẻ đó nhiều khi nó không biết, nhưng mà cái người nhìn nó đó, họ sẽ bị vấp phạm và họ phạm tội vì đó là tội khiêu dâm. Trong hội thánh của tôi có một cô bé khoảng 12-13 tuổi. Và quý vị biết khi mà con gái của nước ngoài, người Mỹ đó, 12-13 tuổi nó rất là lớn. Và sau đó thì nó ăn mặc cái rip rất là ngắn. Và có một em trai chừng khoảng 10 tuổi, nó đứng nó nhìn cái cô bé đó mà nó nhìn một cách dường như là không còn biết những cái gì xung quanh. Cho nên chính vì cách ăn mặc đó, ma quỷ có thể giúp làm cho các em thiếu nhi, thiếu niên phạm tội. Và từ đó nó có thể chiếm hữu vào trong đời sống của những người đó, bắt đầu nó điều khiển người đó để phạm những cái tội kế tiếp. Cho nên quý vị ơi, đây là một điều nghiêm túc trước mặt Đức Chúa Trời.
Xin Chúa cho những người kính sợ Đức Chúa Trời hãy bước đi trong sự thánh khiết, trong cách ăn, nết ở của mình, hay là cái cách để chúng ta sinh hoạt mỗi ngày, để người ta thấy được rằng chúng ta là những con người kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu quý vị coi về Jezebel ở trong Các Vua nhất đoạn 16 đó, quý vị sẽ thấy được rằng ông đã đi lấy một người vợ tên là Jezebel, mà người này là con gái của vua Sidon mà làm vợ. Và không những ông lấy bà làm vợ mà ông còn cũng đi hầu việc ba anh và thờ lại nó. Nên xin Chúa ngày cho chúng ta thấy được rằng cái linh Jezebel nó vẫn còn lãng vãng, và cái người nào mời thì nó sẽ đến, hội thánh nào mời nó sẽ đến. Cho nên chúng ta là những người để đứng về phía Chúa Giêsu và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho những người khác nhận ra điều này. Có từ giờ chúng ta sẽ học về Jezebel. Cái linh Jezebel là cái linh kiểm soát, và cái linh của Jezebel là dung túng tội lỗi và thờ hình tượng và chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và điều Ngài muốn ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 21 là phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là từ bỏ. Ta đã cho nó có thời giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn, điều tà dâm nó. Chúa Ngài nói với hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi hội thánh của Chúa hãy ăn năn. Chúng ta là những người quan tâm đến vương quốc của Đức Chúa Trời, hãy ăn năn dùm cho hội thánh, hãy ăn năn dùm cho những con người đang rơi trong cái tình trạng họ phạm tội mà họ không biết. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài giống như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người ăn năn. Chúa Ngài nhịn nhục chờ đợi, Ngài chưa trở lại vì Ngài muốn dân sự của Chúa ăn năn. Ngài muốn dân sự của Chúa đi và đừng phạm tội nữa. Ngày hôm nay nhiều người nghĩ rằng Chúa rất là ân điển, cho nên mình phạm cái tội gì rồi Chúa cũng tha. Đúng, Chúa tha, nhưng mà chúng ta sẽ coi những cái điều mà Kinh Thánh nói khi chúng ta phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời. Cái hậu quả của nó sẽ dẫn đến, thứ nhất là chúng ta phạm tội thù nghịch với Đức Chúa Trời. Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4, hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Chúa gọi những người làm bạn với thế gian là bọn tà dâm, và những người đó là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 31, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp. Không dẫn chơi đâu quý vị. Cái thứ hai là bị bệnh tật. Ở trong Khải đoạn 22 câu 22, này ta đã quăng nó trên giường đau đớn, và phàm những kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Điều này kính mắt tôi thấy một đầy tớ của Chúa, ông rất là được ơn, ông giảng rất là hay. Và lúc đó vì cớ tôi mới qua cho nên tôi cũng chưa có biết nhiều. Và sau đó có trong hội thánh có một cái cô này rất là đẹp gái, và cô gặp khó khăn với gia đình chồng cho nên cô thường hay đến để nhờ một sư cố vấn. Mới đầu thì họ cố vấn bình thường, ông mục sư ngồi giữa hội thánh và ông giữa mọi người để nói chuyện. Sau đó từ từ và bắt đầu họ có cái mối quan hệ sâu hơn. Và khi mà hội thánh phát hiện thì ông mục sư ông rất là đau đớn, ông ăn năn. Nhưng mà sau đó thì ông bị một chứng bệnh gọi là teo não, và ông đã chết cái đây khoảng một năm. Ông bị tổn thương vì cớ ông đã để cái tội lỗi vào trong đời sống của ông. Và cái cô người phụ nữ đó, cô trở nên một người luôn luôn bây giờ sống trong tình trạng gọi là trầm cảm. Cô bị tổn thương mà cô không muốn được giải cứu, và cô rất là sợ hãi. Cho nên quý vị thấy, Chúa nhiều khi Chúa cho phép những điều đó để xảy đến, để giúp cho chúng ta ăn năn. Cho nên nếu ai đó trong cuộc đời của chúng ta, trong quá khứ chúng ta đã phạm tội, giống như tôi nói hồi nãy, phạm tội trong tư tưởng, phạm tội trên phim ảnh, phạm tội bằng cách nào đó, Chúa của chúng ta bởi huyết của Ngài, Ngài tha thứ và Ngài không muốn chúng ta đi con đường, đó là con đường chết. Khải Huyền đoạn 17 câu 5, trên trán nó có ghi một tên là
sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Cho nên người nào phạm tội tà dâm là ở dưới sự kiểm soát của mẹ của kẻ tà dâm, là con cái của ma quỷ. Ngày hôm nay khi chúng ta nghe con kiếp bỏ vào tay, tất cả mọi người rúng động, đó là Satan, đó là Antichrist. Nhưng mà quý vị không biết rằng đó chỉ là một phần của Antichrist thôi. Linh tà dâm cũng là công việc của Antichrist, làm cho đời sống của người ta yếu đuối và không thèm muốn lời của Đức Chúa Trời. Đó cũng là công việc của Antichrist. Dạy trong trường học để con cái từ nhỏ phạm tội tà dâm và cho đó là chuyện bình thường, đó là công việc của Antichrist. Nó ở trong giáo dục, nó ở trên thời trang, nó ở trên tài chính và tất cả mọi điều. Cho nên chúng ta là những con người, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng này, hãy hạ mình xuống cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và cứu hội thánh của Ngài, cứu gia đình của chúng ta, cứu con cái của chúng ta. Một điều nữa là khi mà những người thù nghịch lại với Chúa phạm những điều này thì bị hủy diệt. Ở trong Khải Huyền đoạn 18 từ câu 1, sau điều đó tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon đã đổ rồi, đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi đã nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Chúa Ngài sẽ giải quyết những công việc của Antichrist và những người theo nó chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Và ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 15, những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những người ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy, không được vào trong Jerusalem mới của Chúa. Và Chúa không muốn điều này. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đang rơi trong bẫy của ma quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự phạm tội tại gia và hậu quả của nó. Thứ nhất, phạm tội ở trong gia đình, đó là Ruben. Sáng thế ký đoạn 35 câu 25, câu 22. Vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được điều đó. Kinh Thánh không ghi lại là Ruben có ăn năn hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ coi cái hậu quả của nó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 3, hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước nên chẳng có phần hơn ai, vì con đã lên giường cha, con lên giường cha làm ô làm dơ ở đó. Ruben là con trưởng và theo lời của Gia-cốp khi ông chúc phước trước khi ông qua đời. Đáng lý Ruben là một cái người mạnh mẽ, một cái người được hưởng tất cả những cái phước hạnh mà cha chuyển sang cho mình, được tôn trọng, được quyền năng tột đỉnh. Nhưng mà vì cớ cái sự sôi trào của ông, vì cớ một cái sự tham muốn mà ông không kìm hãm nổi, cho nên chính điều đó ông Gia-cốp nợ như Ruben chẳng có phần hơn ai. Và ở đây một cái điều để chúng ta thấy trong Khải Huyền đó, đoạn 7 câu 5, trong chi phái Giu-đa 1.200.000 người được đóng ấn, trong chi phái Ruben 1.200.000, trong chi phái Gác 1.200.000. Ruben là trưởng nam, bây giờ trở nên ở dưới Giu-đa. Đây là một điều để chúng ta thấy Ca-in trưởng nam, rồi Ê-sau trưởng nam, Ruben trưởng nam. Tất cả họ đều có những cái nan đề khiến cho họ đánh mất cái vị trí đó.
Tại sao điều này xảy ra? Vì cớ ma quỷ rất là ghét trưởng nam. Ma quỷ muốn dùng những người này để phá hoại nguyên cả cái anh em thuộc về cái người đó. Vì trên đầu bị thì tất cả dưới sẽ bị. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, trong Chúa Giêsu, Chúa là anh cả, để Ngài quỷ phá hết tất cả công việc và Ngài không cho những cái đó chuyển giao xuống các anh em của Ngài. Cho nên chúng ta có được Chúa Giêsu, chúng ta hãy đứng ở trong huyết của Ngài, đứng trong lời của Ngài để chính Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì chúng ta có quyền để cầu nguyện quỷ phá những công việc của ma quỷ trên những đứa trưởng nam, con trưởng nam, gái hay trai của chúng ta, hay là trưởng nữ của chúng ta, để Ngài ban phước và Ngài gìn giữ chúng nó. Và trong phục truyền 36 câu 6, nguyện Ruben sống chớ thác, dẫu số người của nó sẽ đậm. Vì cớ Ruben phạm tội, cho nên dòng dõi của ông bị giới hạn, không có đông như những chi phái khác. Đây là điều để chúng ta biết được rằng Chúa Ngài rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Tại hội thánh Corinto, trong Corinto nhất đoạn 5 câu 1, có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại cũng chẳng có giống như vậy. Lại đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Quý vị thấy, mấy ngàn năm sau, Ruben phạm tội. Bây giờ trong hội thánh của Chúa vẫn có những người phạm tội giống như tội của Ruben, là lấy vợ lẽ của cha mình. Và khi mà ông Phaolô, ông viết thư, ông cảnh báo hội thánh Corinto. Hội thánh Corinto được gọi là một hội thánh rất là nhiều ân tứ. Nhưng mà họ thiếu cái nền tảng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đừng dựa vào những cái ân tứ Chúa ban mình cho mình rồi muốn làm gì làm nha quý vị. Chúng ta sẽ thấy những cái tai họa nó trong bài học này. Corinto nhất đoạn 5 câu 2, anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi vòng anh em thì hơn. Ngày hôm nay có nhiều anh em, các đệ tớ Chúa biết họ phạm tội, nhưng mà không dám nói ra. Và ở đây chúng ta coi, ở trong Corinto đoạn 5 từ câu 4, chúng ta sẽ coi như thế nào về lời của Chúa qua đệ tớ của Chúa là Phaolô, là họ sẽ bị phó cho Satan. Nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhưng danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó. Rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Và trong phần đầu chúng ta học đó, Chúa Ngài quăng họ vào trên giường đau đớn vì họ phạm tội tà dâm mà không chịu ăn năn. Cho nên Chúa cho phép điều đó để giúp cho họ hiểu được rằng cái tội đó làm cho cuộc đời của họ bị tổn thương, bị đau đớn. Và chính ma quỷ có quyền trên họ vì cớ họ phạm tội mà không chịu ăn năn. Trong Roma đoạn 2 từ câu 11, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu, phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà bị hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình thì khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Chúa nói rằng là lương tâm của mình là có ngọn đèn của Đức Chúa Trời. Linh tánh loài người là ngọn đèn của Đức Chúa Trời ở trong lòng của chúng ta. Cho nên Chúa đặt điều đó để ngay cả những người ngoại đạo. Nhưng mà vì họ sợ trời, họ sợ quả báo, cho nên họ sống một đời sống không dám làm những cái chuyện gọi là phi đạo đức, phạm tội với trời. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà xét đoán những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tội. Còn ngươi mang lấy danh người Giuđa y nghĩ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy, khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ nơi tối tăm, làm thầy cho kẻ ngu, làm người dạy cho kẻ tầm thường,
Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp, bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Bởi vì cớ các ngươi cho nên danh của Chúa bị nói phạm giữa người ngoài. Cho nên đây điều chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài muốn chúng ta dạy dỗ cho chính mình. Khi tôi học những điều này, tôi rúng động trước mặt Chúa. Tôi ước rằng Chúa cho tôi hiểu những điều này khi tôi vừa mới biết tin Chúa, mới hầu việc Chúa. Có một đầy tớ của Chúa, ông nói và lòng của tôi nhờ Chúa để hướng theo điều này. Ông nói khi Chúa kêu gọi ông để qua Mexico hầu việc Chúa, ông không vội đi. Ông ngồi, ông học Kinh Thánh. Tất cả những người nào trong Kinh Thánh mà họ đã bị thất bại, ông lôi ra hết, ông học, ông ngồi, ông nghiên cứu, ông coi tại sao họ bị thất bại. Và ông nói với Chúa rằng con không muốn bị thất bại, con xin Chúa giúp đỡ con. Và cảm ơn Chúa vì điều đó, cho nên Chúa đã giúp đỡ ông và ông có một chức vụ rất là quyền năng. Những cái phép lạ Chúa dùng ông cầu nguyện nghĩa là chưa bao giờ xảy ra trong những cái chức vụ của những người khác. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hãy dạy dỗ chính mình, đừng dạy người ta rồi chính mình bị bỏ. Cho nên xin Chúa Ngài cho kể từ giờ phút này con dân của Chúa nghiêm túc về những cái tội lỗi mà Ngài không muốn. Bây giờ đây chúng ta sẽ coi một cái tội, đó là phạm tội với hàng xóm. Vua David ở trong Samuel nhì đoạn 11 từ câu 1. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo Benjamin đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Amon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai người đêm nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Khi mọi người ra trận trong năm mới, thường dân sự của Chúa ra đánh trận chiếm những cái thành ở xung quanh. David sai người ta đi, bản thân ông không đi. Ở đây một điều để Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải là những con người cầu nguyện. Và một điều chúng ta thấy được rằng David dạo chơi ở trên cái nóc của đền. Trên vấn đề thuộc linh, chúng ta thấy David đang ở trong một trình độ thuộc linh rất là cao. Ông là người đắc thắng, đi đến đâu thắng trận đến đó. Ông là vua, ông là người rất gần với Đức Chúa Trời. Ông thường có những bài hát ca ngợi Chúa, tôn cao Chúa, thường hay tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ ông không ra trận, vì cớ ông không có cùng với anh em để đánh trận, mà lại dạo chơi. Chính vì điều đó làm cho David đã vấp ngã. Và đây chúng ta thấy được rằng ma quỷ rất là ghét David và dòng dõi của ông. Vì Chúa Giêsu Ngài sẽ sinh ra từ dòng dõi David. Cho nên bằng đủ mọi cách nó phải diệt cho được David. Mà David lại thiếu cảnh giác qua điều này. Ai đó chúng ta đang hầu việc Chúa, đang thành công, hãy hết sức cẩn thận. Hãy nhờ cậy Chúa để tìm cầu Ngài và giữ mình trong sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh Ngài. Và chúng ta nhìn thấy cái cách của ma quỷ nó làm. David thì dạo chơi trên nóc. Bây giờ một người ở bên hàng xóm đó, tắm, mà tôi không biết tắm bằng cách nào, mà khiến cho hai bên gặp nhau. Cho nên ma quỷ luôn luôn có dịp tiện, có cách để có thể đưa những cái cuộc gặp gỡ mà người ta quên rằng cái đó không đến từ Đức Chúa Trời. Những người kính sợ Chúa, Chúa có những cái cuộc gặp gỡ từ thiên thượng. Những người nào chểnh mảng, thiếu cảnh giác, ma quỷ có thể đưa những cuộc gặp gỡ mà không đến từ Đức Chúa Trời để phá hoại chức vụ của người đó. Biết bao nhiêu người đã rớt giống như David. Và ở đây một điều, đó là David khi ông phạm tội
Và tiên tri Nathan đã đến để cảnh báo ông rất là mạnh mẽ. Thì ông đã ăn năn với Chúa. Và Chúa đã tha thứ cho ông. Trong Samuel nhì đoạn 12 câu 13, David bèn nói cùng Nathan rằng: "Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va." Nathan đáp cùng David rằng: "Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu." Nhưng mà nếu quý vị đọc thêm ở trong Samuel nhì đoạn 13, 15 cho đến 18, quý vị sẽ thấy những cái điều mà David làm nó dẫn đến một hậu quả không thể lường được. Cho nên tội lỗi thật là hấp dẫn và làm cho thỏa mãn trong giây lát, nhưng hậu quả thật là đau thương và lâu dài, hễ nhờ Chúa để tránh nó như tránh lửa địa ngục vậy. Giờ chúng ta coi cái hậu quả nó xảy ra như thế nào. Samuel nhì đoạn 11 câu 9: "Cứ sao ngươi khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và làm điều không đẹp ý Ngài, Chúa ban cho David tất cả mọi sự, những cái phước hạnh, sự giàu sang, gia đình, tất cả mọi sự. David, Chúa nói rằng như vậy ngươi chưa thỏa lòng, ta sẽ cho thêm. Tại sao lại khinh bỉ Đức Chúa Trời? Phạm tội tà dâm là khinh bỉ Đức Chúa Trời." Một điều nữa mà David đã vi phạm ở trong Samuel nhì đoạn 12 câu 14: "Nhưng về việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết." Không những David làm buồn lòng Chúa, làm tổn thương tấm lòng của Ngài, mà David làm xúc phạm đến danh của Ngài. Vì người ngoại họ sẽ bắt đầu khinh danh của Chúa qua việc làm của David. Ngày nay cũng vậy. Nếu hội thánh của chúng ta được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời, thánh mà, nhưng mà nếu chúng ta sống cũng giống như người phàm, tội lỗi đầy dẫy trong hội thánh của Đức Chúa Trời, thì dân sự ở bên ngoài đó, người ta sẽ khinh Chúa của chúng ta. Thường một người phạm tội, người ta không nói: "Ồ, cái ông đó phạm tội, bà phạm tội." Người ta nói là: "Chúa mà vậy đó hả? Theo Chúa mà vậy đó hả?" Người ta nói Chúa của mình. Và đây là điều để Jonathan cảnh báo ở trong đoạn 12 câu 10: "Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy diệt nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tích, đặng làm nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật." Vì cớ che đậy tội lỗi, David giết Uri là chồng của Bathsheba. Tội chồng trên tội. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta, khi chúng ta khởi đầu phạm tội, hãy nhờ Chúa giải quyết. Trong bài sắp tới, chúng ta sẽ học cái cách làm sao để chúng ta giải quyết khi tội lỗi nó đến. Và con của David trong câu 14: "Nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho người hẳn sẽ chết." Và sau đó là con đứa con trai đó là hậu quả của tội lỗi. Đối với David và Sê-ba là kết quả của tình yêu, nhưng mà đối với Chúa đó là hậu quả của tội lỗi. Cho nên chính cái đó đã chết. Và một điều khi tôi học, tôi cảm thấy thật sự những gì Chúa nói Chúa làm. Cho nên hãy tập kính sợ Đức Chúa Trời trước khi khóa trễ. Chúa nói là Chúa sẽ làm cho cái tội lỗi đó được bày ra giữa mọi người. Và ở trong Samuel nhì đoạn 16 câu 21, khi nhà của David đó, bắt đầu con cái nó nổi lên, nó nghịch và nó muốn cướp ngôi của David. Và David phải chạy trốn khỏi Jerusalem. Ở trong câu 21, Ahitophe đáp cùng Absalom, Absalom là con trai của David, rằng: "Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền." Vì khi David chạy trốn thì để lại những người này, những cái cung phi này để giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Quý vị thấy, ông Ahitophe là cái người cố vấn cho ông Absalom. Bây giờ ông dâng một cái mưu kế là sỉ nhục ông David
Và điều này chính ông Nathan đã cảnh báo ông David điều này. Vậy người ta chê cho Absalom một cái trại ở trên sân nóc đền. Nếu quý vị để ý cái chữ này, chính ông David đi dạo chơi trên nóc đền, thấy bà Sheba đã phạm tội. Bây giờ tại cái sân nóc đền đó, con trai của ông sỉ nhục các cung phi của ông, những người mà ông để lại giữ đền, tại trước mắt mọi người, tại cái chỗ mà ông đã phạm tội. Khi tôi đọc điều này, tôi nói wow. Xin Chúa giúp cho chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta phạm ở nơi nào, giải quyết ở nơi đó. Và có nhiều người nói, ô bây giờ lỡ rồi cho nên không biết làm sao. Chính David cũng lỡ rồi đó. Và nó đưa cái tai họa vào trong gia đình của ông. Khi thật sự một người kính sợ Đức Chúa Trời, Chúa sẽ có cách để giải quyết cái điều đó. Giống như Abraham và bà Aga. Abraham cũng đã lỡ phạm tội, nhưng mà vì cớ Chúa đã cho bà Sarah có những quyết định, cho nên cuối cùng bà Aga phải ra khỏi nhà. Nhưng mà qua đó quý vị cũng thấy được rằng vì cớ đó mà nó gây nên cái sự xáo trộn cho đến ngày hôm nay, Ishmael và Israel đánh nhau cho đến ngày hôm nay. Bây giờ phạm tội với người không tin Chúa, đó là Samson. Trong các con xét đoạn 14 câu 1, Samson đi xuống Timna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng, con có thấy tại Timna một người nữ trong vòng con gái Philistine, bây giờ xin hãy nó hỏi nàng cưới cho con. Cha mẹ người nói rằng, trong vòng các con gái của anh em con và trong cả nhà dân sự chúng ta, há chẳng có một người nữ nào mà con đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao? Samson đáp cùng cha rằng, xin cha cứ hỏi nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Mắt thấy lòng giấy, mắt nhìn người nữ đẹp, thì ông bắt đầu ông đi theo cái cặp mắt của ông, lòng của ông, ý muốn của ông. David đã làm điều đó, bây giờ Samson cũng làm điều đó. Trong các con xét đoạn 16 câu 1, Samson đi đến Gaza, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng. Samson là một người được Chúa sức dầu, rất là quyền năng. Chúa dấy lên để giải cứu cho dân Sen, để làm quan xét, làm một người lãnh đạo để giúp dân Sen thoát khỏi sự hành hạ của dân Philistine. Và khi ông khởi đầu chức vụ, thì ông không hỏi Chúa về điều này. Nhưng mà mắt của ông hãy nhìn cái điều gì? Ông bị yếu đuối về vấn đề tình cảm. Và chính điều đó ông phạm hết tội này qua đến tội khác. Ở trong Sách Thi Ký đoạn 34 từ câu 15-16, Chúa nói với dân Sen là không được cưới những con gái ngoại bang. Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai người, e khi con gái chúng nó hành dâm và các tà thần chúng nó quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Cho nên dân Israel, Chúa cảnh báo họ khi vào Canaan đừng phạm tội với những người ngoại bang, vì không những tội tà dâm mà bắt đầu sẽ là thông dâm với các tà thần, hai tội này nó luôn luôn đi chung với nhau. Ở trong Phục Truyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3, tôi đọc từ câu 3 cho đến câu 4, ngươi chứ làm sư gia với chúng, chứ gả con gái mình cho con trai của họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14, chớ mang ích chung với kẻ chẳng tin, bởi vì sự công bình với sự gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Samson đã vi phạm
luật pháp của Đức Chúa Trời với những người ngoại bang. Và khi ông đã phạm tội, thì cuối cùng người nữ đó đã làm cho ông nói cái bí mật mà Chúa ban cho. Một lần nữa chúng ta sẽ học và thấy được rằng bí mật của Chúa cho mình là hãy đi nói với kẻ thù, thì chính kẻ thù đó sẽ lấy đi những cái phước hạnh mà Chúa đã dành cho ông Samson. Ông bày tỏ rằng chỉ cần cạo 7 cái mái tóc của ông thì sức lực của ông sẽ lìa khỏi ông. Và bà đã kêu gọi dân Philippines vây quanh nhà. Và khi bà cạo 7 mái tóc thì linh của Đức Chúa Trời, sự sức giàu của Chúa lìa khỏi Samson. Vì ông thức dậy, ông tưởng rằng cái sự sức giàu đó vẫn còn, nhưng mà không còn nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy được cái hậu quả của ông Samson. Trong các con xét đoạn 16 có 21, người Philippines bắt người, khoét con mắt đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây, đồng đầu đôi, và bắt người phải xây cối trong ngục. Cuộc đời của ông bắt đầu bị khốn khổ, mất khải tượng, mất ánh sáng, mất tất cả. Ở trong các con xét đoạn 16 có 24, dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng khen ngợi thần mình mà rằng: thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hoại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người. Khi mà Samson đầy giấy thần quyền của Chúa, dân Philippines bị thất bại, thất bại, thất bại. Bây giờ họ rất là thù cái điều này. Và họ kiếm cách làm sao để trả thù cái người đã hại đất nước của họ. Qua hình ảnh này chúng ta thấy công việc của ma quỷ cũng vậy. Khi chúng ta được ơn của Chúa, ma quỷ rất là ghét chúng ta. Vì sao? Chúng ta giải cứu nhiều người, chúng ta làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời càng ngày càng bành trướng ra, và vương quốc của ma quỷ bị đánh bại, bị thu hẹp lại. Khi nên đủ một cách nào đó, ma quỷ cũng phải muốn tiêu diệt cái người đó. Mà họ tôn cao thần của họ. Giống như hồi nãy Kinh Thánh nói là vì cớ David làm cho danh Chúa bị nói phạm giữa người ngoại. Thì ở đây cũng một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái thần Dagon á, cái tên, cái ý nghĩa của nó là con cá nhỏ. Nó chẳng là cái gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ đầy tớ của Chúa không kính sợ Đức Chúa Trời, đầy tớ của Chúa đã trao cái bí mật của mình, cái sự sức giàu của mình cho một người nữ và phạm tội với cái người nữ đó. Cho nên chính điều đó ma quỷ đã tung hô, đã vui mừng vì cớ kẻ được sức giàu đã phạm tội. Trong đoạn 16 câu 25, đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson đến ngục, rồi người làm trò trước mặt người ta, để cho người ta trước mặt chúng. Bây giờ ông trở nên trò cười cho thiên hạ. Họ ăn, họ chơi, họ nhậu, họ la, họ hét, họ vui hưởng vì cớ họ nghĩ rằng cái thần Dagon nó đã giúp đỡ họ. Trong đoạn 16 câu 29, ông Samson, trong đoạn 16 câu 28, khi mà Samson ông bị ở trong ngục, ông bị mất mắt, thì ông bắt đầu ông ăn năn, ông kêu cầu với Chúa. Và Chúa ngày tha thứ và ngày nhậm lời. Khi tóc bắt đầu mọc lại thì cái năng lực của Chúa bắt đầu trở lại cho Samson. Qua điều này chúng ta thấy cái sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với con người rất là lớn. Ngài luôn luôn muốn phục hồi, Ngài luôn luôn muốn chúng ta quay trở lại để ăn năn với Ngài. Ở trong câu 28, bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hồi cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt của tôi. Ở đây chúng ta thấy ông bị mất khải tượng, mất sự sức giàu của Chúa, ông bị mất mắt, ông mất địa vị làm quan xét. Bây giờ chính người ta phán xét ông bị phán xét. Ông mất sự sức giàu của Chúa, ông sẽ mất cái mạng của mình luôn. Cho nên Chúa Ngài không muốn chúng ta ăn ở ngu muội, nhưng mà Ngài muốn chúng ta ăn ở khôn ngoan. Ở trong Truyền Đạo đồng 7 có 17, cũng cho nên hung hăng quá, cũng đừng ăn ở như kẻ ngu muội,
cớ sao có người chết trước kỳ định? Chúa đâu có muốn ông sống ngắn hạn như vậy. Nhưng mà vì cớ ông quá ỷ y vì cái sự sức giàu của Chúa, và ông dễ dãi với xác thịt của mình, với sự tham muốn của mình, cho nên dẫn ông đến một cái tình trạng thật là bi đát. Trong 16 câu 29, Samson vớ lấy hai cây cột chính giữa gỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu, một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: nguyện tôi chết chung với dân Philistine. Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột đền, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng trước đây cái thành lớn hay là cái cửa, cái cổng gì đó, không chuyện nhỏ, ông chỉ cần nhấc một cái là ông vác hai cánh cổng mà ông đi lên trên núi. Quý vị tưởng tượng đi, hai cánh cổng bằng sắt rất là nặng mà đi ngược lên trên núi đâu phải chuyện đơn giản, mà vì cớ thầm của Chúa ở trên ông, cho nên chuyện đó là chuyện nhỏ. Bây giờ ông phải ráng hết sức mới có thể, có nghĩa là những cái gì đó ông dồn hết sức lực của ông cho cái giây phút cuối cùng này. Và ông đã xô hai cây cột đó và đổ xuống, và rớt lại nhiều người chết trong cái thời điểm đó, và ông cũng chết chung với họ. Trong câu 31, kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thấy người về, chôn tại giữa Soera và Etaon, trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Xin Chúa Ngài dùng những hình ảnh này để cảnh báo chúng ta. Đừng giỡn chơi với tội lỗi. Đây là thời điểm cuối cùng rồi. Đây là thời điểm mà con dân Chúa hãy tỉnh dậy. Đây là thời điểm mà những người thân trong gia đình hãy cầu nguyện cho những người đang ở trong tình trạng tội lỗi, để xin Chúa cứu họ và xin Chúa giúp họ để quay trở lại với Chúa, để ăn năn tội lỗi của mình trước khi quá trễ. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, lời của Chúa rất là mạnh mẽ. Lời của Chúa, Chúa nói, Chúa sẽ làm. Xin Chúa giải cứu mắt của chúng con, lòng của chúng con. Nếu lâu nay chúng con coi chuyện này là bình thường, bây giờ xin Chúa cho chúng con nghiêm túc trở lại, để biết đây là những điều Chúa Ngài rất là ghét. Ngài gớm ghiếc những tội lỗi này. Xin Chúa cho chúng con quay đầu trở lại với Chúa. Nhưng anh Chúa Giê-xu, tất cả những gì mà mắt chúng con đã ghi nhận từ nơi phim ảnh, từ nơi sách báo, từ nơi Internet, hay là những gì mà chúng con nhìn thấy mỗi ngày, xin huyết của Đức Chúa Giê-xu rửa mắt chúng con, rửa lòng chúng con, lấy ra khỏi chúng con những bản ngã xấu xa tội lỗi, tham muốn của xác thịt, ngoại tình trong tư tưởng, thông dâm với ma quỷ, bất cứ hình thức nào. Nếu cha mẹ, ông bà của chúng con đã vi phạm và chuyển tải xuống cho chúng con, và chúng con là những nạn nhân của những điều xảy ra, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, nhờ huyết của Ngài, con công bố huyết của Ngài vô cùng linh nghiệm để tẩy rửa tất cả tội lỗi của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con công bố bẻ gãy mọi giao ước, mọi tờ khế mà tổ phụ chúng con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bất cứ người nào đã chuyển tải đến cho chúng con, hay chính chúng con đã tạo ra. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, linh tà dâm, linh thông dâm với ma quỷ, linh ngoại tình, linh khiêu dâm, tất cả những điều đó phải lui ra khỏi ta trong giờ phút này. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ chúng con, bảo vệ chúng con, che chở chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con biết chúng con tin đấng nào và đấng ấy có quyền để giữ sự chúng con phó thác cho đến ngày đó. Xin huyết Ngài rửa sạch tất cả những quá khứ đêm nó xa chúng con như phương đông xa cách phương tây. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng tấm lòng này một lần nữa cho Chúa Giê-xu. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng con. Sự thánh khiết của Ngài cứ khuấy động trong chúng con để chúng con được đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho
quý vị.